Ngọc Dung xin thân ái kính chào quý khán thính giả đến với Điểm tin Thế giới. Kính mời quý vị theo dõi các điểm tin do Võ Thái Hà tóm lược. Việt Nam tuyên bố Asian ủng hộ vai trò của Mỹ ở Biển Đông trong cuộc họp trực tuyến giữa các ngoại trưởng Asian với ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo hôm nay. Ngày 10 tháng 9 năm 2020, ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh tuyên bố các nước Đông Nam Á muốn Mỹ đóng một vai trò trong việc duy trì hòa bình ở Biển Đông. Trong khi đó, Trung Quốc lại tố cáo Washington gây mất ổn định ở vùng biển đang tranh chấp này. Theo hãng tin Bloomberg News, trong cuộc họp nói trên, ông Phạm Bình Minh, đại diện cho Việt Nam, quốc gia hiện giữ chức chủ tịch Asian, tuyên bố Chúng tôi hoan nghênh những đóng góp chủ động và mang tính xây dựng của Mỹ cho những nỗ lực của Asian nhằm duy trì hòa bình, ổn định và phát triển ở Biển Đông. Không nêu tên Trung Quốc, Ngoại trưởng Việt Nam bày tỏ quan ngại về những diễn tiến gần đây ở Biển Đông, bao gồm những sự cố nghiêm trọng, việc tiếp tục quân sự hóa, vùng biển này và những hoạt động vi phạm quyền của các nước nhỏ, đi ngược lại với luật pháp quốc tế. Còn theo Bộ Ngoại giao Mỹ, trong cuộc họp với các đồng nhiệm Asian, Ngoại trưởng Mike Pompeo đã cùng với một số quốc gia Đông Nam Á bày tỏ quan ngại về những hành động của Trung Quốc ở Biển Đông và một lần nữa khẳng định những yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh ở vùng biển này là bất hợp pháp. Chiếu theo phán quyết năm 2016 của Tòa trọng tài thường trực trong vụ Philippines kiện Trung Quốc. Hội nghị Asian, Việt Nam đề nghị thượng tôn pháp luật kiềm chế. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh trong vai trò nước Chủ tịch Asian và Chủ tịch Hội nghị cấp cao Đông Á. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh đề nghị các bên đề cao thượng tôn pháp luật, kiềm chế không có các hành động gây phức tạp, thêm tình hình không quân sự hóa giải quyết các tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình tại Biển Đông. Ông Phạm Bình Minh phát biểu khi chủ trì hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Ngoại giao cấp cao Đông Á, được viết tắt là IAS lần thứ 10. Đây là sự kiện trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Asian lần thứ 53, AMM 53 và các hội nghị bộ trưởng liên quan. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh trong vai trò nước Chủ tịch Asian và Chủ tịch Hội nghị cấp cao Đông Á, đã chủ trì Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Ngoại giao cấp cao Đông Á EAS lần thứ 10 ngày 9 tháng 9. Tham dự hội nghị có các Bộ trưởng Ngoại giao của 10 nước Asian, các đối tác EAS gồm Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, New Zealand, Hàn Quốc, Nga, Mỹ và Tổng Thư ký Asian. Ông kêu gọi tiếp tục thực hiện đầy đủ và hiệu quả tuyên bố DOC và sớm hoàn tất Bộ Quy tắc ứng xử COC ở Biển Đông hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982, đóng góp duy trì hòa bình, an ninh, ổn định ở Biển Đông và trong khu vực. Cũng tại đây, ông Phạm Bình Minh, Hoan nghênh Hoa Kỳ mở văn phòng khu vực của Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát Bệnh tật CDC của Hoa Kỳ ở Việt Nam và chung đợi sớm ký hiệp định hợp tác phát triển khu vực Asian và NC nhằm tăng cường hợp tác phát triển hai bên ở khu vực. Ông Hoan nghênh Hoa Kỳ hỗ trợ 5 triệu USD thành lập Học viện E.C.O. sáng kiến của lãnh đạo trẻ Đông Nam Á đặt tại trường đại học Fulbright Việt Nam lại cháy lớn tại cảng Pirates. Reuters dẫn tin một nguồn quân sự cho biết một kho chứa dầu và lốp xe tại cảng Pirates của Lebanon hôm nay bốc cháy chỉ hơn một tháng sau vụ nổ khiến gần 200 người chết. Ngọn lửa bùng lên trong khu vực hàng hóa miễn thuế của cảng Pirates chiều nay tạo cột khói đen lớn trên bầu trời thủ đô Lebanon hiện chưa rõ nguyên nhân vụ cháy. Lãnh đạo đối lập Nga có thể nói chuyện trở lại. Reuters dẫn tin từ tạp chí Đức The Spiegel cho biết sức khỏe của chính trị gia đối lập Nga Alexei Navalny đang tốt lên và ông đã có thể nói chuyện được. The Spiegel và Bellingcat được biết ông Navalny đã có thể nói chuyện được và cũng như nhớ lại chi tiết về vụ tấn công vừa qua tạp chí The Spiegel viết, Bellingcat là nhóm phóng viên điều tra có trụ sở tại Anh. Những phát ngôn của ông ấy có thể gây nguy hiểm cho những người đứng sau vụ tấn công. Tạp chí The Spiegel cho biết thêm, cảnh sát đã được tăng cường để bảo vệ ông Navalny. Ông Alexei Navalny, 44 tuổi, lãnh đạo đảng đối lập Liên minh Nhân dân Nga, bất tỉnh khi đang trên chuyến bay từ Siberia đến Moscow hôm 20 tháng 8. Đức hôm 2 tháng 9 thông báo ông Navalny bị đầu độc bởi hợp chất Novichok, loại chất độc thần kinh có từ thời Liên Xô, Moscow. Bác bỏ mọi cáo buộc liên quan đến vụ việc. Tiềm kích Trung Quốc liên tiếp xâm phạm Đài Loan. Taiwan News đưa tin Bộ Quốc phòng Đài Loan hôm nay thông báo chiều nhiều máy bay của lực lượng không quân giải phóng nhân dân và xâm nhập vùng nhận dạng phòng không được viết tắt là ADIZ của Đài Loan ngày thứ hai liên tiếp theo Bộ Quốc phòng Đài Loan quân đội Trung Quốc đã điều nhiều tiêm kích Su-30 vận tài cơ Y-8 tiến vào vùng nhận dạng phòng không ADIZ của Đài Loan sáng sớm này lực lượng phòng vệ trên không của Đài Loan đã điều tiêm kích ngăn chặn và buộc máy bay Trung Quốc rời khỏi ADIZ của hòn đảo. Trước đó, vào hôm 9 tháng 9, tiêm kích SU-30 J-10 của quân đội Trung Quốc đã xâm nhập vào ADIZ của Đài Loan khi hòn đảo phóng thử loại tên lửa. Bộ Quốc phòng Đài Loan một lần nữa kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc không liên tục phá hoại hiện trạng hòa bình và ổn định của khu vực và khơi dậy sự phẫn nộ của người dân Đài Loan. Ông Biden lại nói nhầm, khiến dư luận nghi ngờ sức khỏe. Ứng viên tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden một lần nữa nhầm lẫn về các số liệu khi phát biểu trước công chúng khiến dư luận nghi ngờ về sức khỏe tinh thần của ông. Fox News ngày 10 tháng 9 đưa tin. Tại một cuộc vận động tranh cử ở bang Michigan hôm mùng 9 tháng 9, ông Biden đã nói ca nhiễm COVID-19 trong quân đội là 118.984 và số quân nhân đã tử vong do dịch bệnh là 6.114. Mỗi sinh mạng trong số này đều quan trọng. Tuy nhiên, theo số liệu của Bộ Quốc phòng Mỹ, quân đội nước này hiện ghi nhận hơn 40.000 ca nhiễm bệnh, trong đó 7 người tử vong. Đây không phải lần đầu tiên cựu phó tổng thống Mỹ lẫn lộn. Khi nói về các con số thống kê hồi tháng 2, ông từng phát biểu rằng khoảng 150 triệu người Mỹ đã tử vong vì bạo lực súng đạn kể từ năm 2007. Cuối năm ngoái, ông Biden tuyên bố chương trình thuế của ông có thể giúp đưa 720 triệu phụ nữ trở lại lực lượng lao động ông Joe Biden, 77 tuổi, từng làm giấy lên lo ngại về sức khỏe khi bước hụt chân trong một sự kiện. Nhiều người dùng mạng xã hội lo ngại ông bị chứng suy giảm trí tuệ do tuổi tác, nhất là khi ứng viên Đảng Dân Chủ từng nhiều lần gặp khó khăn trong lúc nói chuyện cũng như nhầm lẫn về các sự kiện và người nổi tiếng. Trung Quốc cáo buộc Mỹ đàn áp 1.000 sinh viên học giả. Bắc Kinh hôm nay cáo buộc Mỹ đàn áp chính trị và phân biệt chủng tộc sau khi chính quyền Trump thu hồi thị thực của hơn 1.000 sinh viên và nghiên cứu sinh Trung Quốc cho lo ngại an ninh quốc gia theo Reuters. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên tuyên bố động thái của Mỹ vi phạm nhân quyền của sinh viên và nhấn mạnh Bắc Kinh có quyền phản ứng lại hành động của Washington. Samsung, SK, LG tạm ngừng làm ăn với Huawei. Các lãnh đạo trong ngành công nghệ Hàn Quốc cho biết, Samsung Electronics, Samsung Display, SK Hynix và LG Display sẽ tạm ngừng bán chip nhớ và màn hình điện thoại thông minh cao cấp cho gã công nghệ khổng lồ của Trung Quốc, Trung Quốc Huawei. Trong bối cảnh chính quyền Trump thắt chặt và hạn chế với Huawei, chúng tôi không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc tạm thời dừng việc bán linh kiện cho Huawei, một giám đốc điều hành cấp cao trong ngành nói với The Korea Times. Samsung Electronics, SK Hynix, Samsung Display và LG Display là các nhà cung cấp linh kiện Hàn Quốc hàng đầu cho Huawei. Giá công nghệ khổng lồ này của Trung Quốc chi hàng tỷ US dollars để mua chip nhớ và màn hình mỗi năm từ các tập đoàn này. Việt Nam ngừng giao dịch sẽ bắt đầu từ ngày 15 tháng 9. Một giám đốc điều hành cấp cao cho biết, do khối lượng giao dịch lớn, việc Samsung và SK Hynix cắt đứt hoàn toàn mối liên hệ với Huawei là điều không thể. Tuy nhiên, vì vấn đề liên quan đến Huawei và vấn đề mang tính chính trị, nên các nhà cung cấp Hàn Quốc sẽ cắt đứt quan hệ với Huawei và có thể chấm dứt hợp đồng với công ty công nghệ Trung Quốc này. ByteDance đang đàm phán với Mỹ để tránh bán TikTok. ByteDance, công ty sở hữu TikTok, đang đàm phán với Mỹ để không phải bán ứng dụng này theo yêu cầu của chính quyền Trump, tạp chí Phố Wall ngày 9 tháng 9 đưa tiên. AFP cho hay TikTok trở thành tâm điểm của cơn bão ngoại giao giữa Washington và Bắc Kinh khi Tổng thống Trump tháng trước ký xác lệnh cấm mọi cá nhân tổ chức nằm trong quyền xét xử của Mỹ giao dịch với ByteDance nhằm bảo vệ an ninh quốc gia. Ông Trump cho TikTok có 45 ngày để đạt thỏa thuận, thoái vốn, yêu cầu chủ sở hữu ByteDance bán cổ phần và hoạt động của TikTok tại Mỹ cho Microsoft hoặc một công ty nào đó. Nếu không mạng xã hội này sẽ phải rút khỏi Mỹ từ ngày 15 tây tháng 9. Theo tạp chí Forbes WSJ. Các cuộc đàm phán giữa Biden và Mỹ đã diễn ra trong nhiều tháng, nhưng ngày càng trở nên cấp thiết hơn khi thời hạn mà Tổng thống Trump đặt ra đang đến gần. Một nguồn tin cho hay, ít nhất một trong những nhà đầu tư lớn của TikTok gần đây đã gặp gỡ các đại diện của Cục Tình báo Trung ương để thảo luận về vấn đề bảo mật dữ liệu. Hoa Kỳ đã thu hồi 1.000 visa cấp cho người Trung Quốc. Đây là một trong những hành động của chính quyền Trump nhằm đảm bảo an ninh quốc gia cho Hoa Kỳ. Theo Reuters, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm thứ Tư ngày 9 tháng 9 cho biết, tính đến nay, mùng, ngày 8 tháng 9, Hoa Kỳ đã thu hồi hơn 1.000 thị thực cấp cho công dân Trung Quốc. Đây là một biện pháp được chính quyền Trump thực hiện nhằm thắt chặt việc nhập cảnh vào Mỹ của các sinh viên và nhà nghiên cứu Trung Quốc có quan hệ với quân đội Trung Quốc. Người phát ngôn với Quốc vụ Viện Hoa Kỳ cho biết trong email gửi tới Reuters, chúng tôi tiếp tục chào đón các sinh viên và học giả hợp pháp từ Trung Quốc. Những người sẽ không thúc đẩy hơn nữa các mục tiêu quân sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cùng ngày, quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa Jess Wolf, tuyên bố rằng Hoa Kỳ đang ngăn cản một số nghiên cứu sinh và chuyên gia Trung Quốc xin thự thực vào Hoa Kỳ để không cho họ đánh cắp các kết quả nghiên cứu nhạy cảm của Hoa Kỳ. Wolf cho biết, chúng tôi đang chặn thị thực của một số nghiên cứu sinh và chuyên gia Trung Quốc có liên quan đến chiến lược hội nhập quân sự dân sự của Trung Quốc để ngăn họ đánh cắp hoặc chiếm đoạt các kết quả nghiên cứu nhạy cảm của Mỹ. Kính thưa quý khán thính giả, điểm tin thế giới đến đây xin chấm dứt. Ngọc Dung xin thân ái, kính chào tạm biệt quý khán thính giả, hẹn lại quý vị trong điểm tin thế giới kỳ tới. Kính chúc quý vị và gia quyến một ngày an lành, khỏe mạnh và hạnh phúc.